Do em đây là một con 48 được độ khá là bài bản với chủ nhân, và đặc biệt nhất của con này là nó có cái cặp phục hơi nâng lên hạ xuống như là những cái siêu xe. Thì diễn cho anh em coi. Đó, muốn đi cao thì nâng lên, còn muốn xuống thấp thì hạ xuống. À, dành cho anh em nào mà muốn thay đổi chiều cao của xe một cách đột ngột,